Rồi giờ là set 2 nha anh em. Set 1 mình quên quay, bây giờ set 2, set 2 đội Khải Sư Phạm Kỹ Thuật nè, ba người ba mã. Đây. Bên kia là Hạnh Tiền Giang. Rồi bây giờ set 2 nha, giờ có bình luận rồi, có bình luận gì cho nên là mình chỉ quay cho anh em thôi, anh em xem vui nha. Thank you.
Trọc Minh ơi, hay quá. Cái gì? Đang đóng không này? Xuống kẹt. Không cả chân. Số 16 cho bạn anh con á. Đá. Vô thôi người ơi, đỏ tê kìa. Đó tê kìa. Đó hai. Đó. Thank you.